Ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ với Wang Lian, sinh năm 1957, Kim Chang Duk, sinh năm 1951 và Heo Song hun sinh năm 1975, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc trú quận 1 để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trước đó ngày 21 tháng 5, đội 4 phòng BC02 nhận được tin báo tại nhà một người dân ở quận 7 bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm 200 triệu đồng, 30.000 đô la Mỹ, một đồng hồ, một nhẫn kim cương, lắc vàng, vòng vàng, vàng miếng SGC. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm vào khoảng hơn 2 tỷ đồng. Qua điều tra, công an xác định ba người Hàn Quốc có liên quan là Quang Li Hiang, Kim Chang Duk, Heo Song Hun. Cả ba khai nhận đã dùng búa phá cửa kính bên hông nhà, dùng xà beng phá ổ khóa để vào nhà. Tiếp đó, phá két sắt ở tầng 2, trộm cắp số tài sản có trong két sắt gồm vàng và tiền, rồi tẩu thoát. Ba kẻ trộm sau đó đi đến khách sạn đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1 để thuê phòng, chờ ngay về lại Hàn Quốc, nhưng bị công an phát hiện bắt giữ.